Đây các bạn ơi, cái này là chè mới mua các bạn. Thì bây giờ mới sang thử ha. Cái này là chè ba màu với lại nguyên muối sầu riêng. Đây là nguyên muối của nó nè. Đó. Thì ở trong này là mới thấy là có mít. Nhìn thì biết là mít tươi nè. Cái này là rau câu nè. Rau câu dẻo rồi phải. Đó. Thì đây là xương sa hột lựu nè. Màu hồng hồng nè. Bây giờ thì mình sẽ ăn thử nha. Ở đây thì có trái chôm chôm quá mà. Wow, nhiều quá. Mời các bạn xem. Xuất sắc. Không có sợi. Giống như mì vậy nè. Chị này làm ngon rồi. Không có quá ngọt. Đem lên để thêm mấy cục đá. Cái này là một phần mà. Cái này cũng ngon à. Đây là xương sa hột lựu nè. Béo nhẹ các bạn, chứ không phải là béo nước cốt dừa. Đây nghĩa là có nước cốt dừa nhưng mà nó nhẹ. Cái sợi sợi này nè, nhìn giống như mì nè. Cũng là cái loại này các bạn, rau câu, nhưng mà rau câu hình như là cứng hơn, không có dẻo. Mình là thích dẻo hơn. Sầu riêng à, nguyên muối luôn. Món này thì nó mắc tại vì có cái muối sầu riêng á. Sầu riêng ngon quá. Chắc là sầu riêng này ăn chắc là dầm cho nó thấm với mấy cái này hay sao đó. Sầu riêng rất là ngon luôn. Ngon quá. Bản thân mình thì mình thích cái loại dẻo hơn là cái này, nên nếu mà lần sau mình order chắc là mình sẽ order lấy cái loại dẻo thôi, ăn dẻo thôi. Cái mà mình thích là nó không quá béo các bạn ạ. Mình nghĩ là dầm sầu riêng à, khi mà ăn chung với sầu riêng á, rất là ngon luôn á. Nước nó béo béo ngọt ngọt. Vô hộp lại cái dầm nè, dầm sầu riêng nè. Trộn lên.
bích thì ngon rồi không ạ? Nhìn là biết tươi rồi. Mít mà đông đá là nó sẹp lép à, nó teo hay lại nó bị giống như bị nhũn rồi đó. Sầu riêng rất là ngon. Cái này cũng rau câu nữa. Ngon lắm. Mà một phần thật sự là quá nhiều. Chắc người ta ăn người ta sẽ chia bớt. Còn mới là ăn một lần luôn. Nên mê mới cảm thấy là nó quá nhiều. Mình không thích rau câu sợi lắm. Mới cảm nhận à, chắc là nó ít nước cốt nhiều. Tại mình ăn thì vẫn có vị béo béo, cảm giác béo béo nhẹ. Chắc là sữa tươi hoặc là làm nước cốt dừa lỏng. Hay là béo từ sầu riêng không biết nữa. Nhưng mà rất là ngon. Ủa Trang à hả? Trang qua đây mẹ cho ăn thử này miếng nè, ngon lắm. Cause you watch this movie. It's about killing people. Not really. Chơi lồn. Sao vậy? Đi chơi ba đi. Chị nó đi qua chị Di rồi, bây giờ nó muốn qua chị Di. Nó kêu ba đưa nó đi. Chịu nào ba nó ra cũng ô mà trời. Thế mình ăn tiếp á. Ổng phá khóa mà điểm. Ông thích chọc lắm nhưng mà chọc tức. Chọc cho người ta tức. Mà rất là thích chọc. Em mới nói nè, nói với các bạn à, một hồi mà ông xã mới ra kiểu nào cũng nói oh my god, tại thế mới ăn tiếp. Đem chè cho chị Phượng đi xã. Chè hồi nãy em đặt nè. Khổ đó, dạ. Nói này nó không thích đi chơi đâu. Nhưng mà bây giờ nó đi chị Duy là tại vì nó có game mới, nó muốn khoe cho tham mì trong vậy thôi. Nó tối ngày dính với mì.
Mình mệt luôn á. Mà nói nhiều nữa mà. Chia là nói rất là nhiều luôn. Trời ơi, nó ngồi với Mary mà nó cứ nói hoài luôn. Mà nó không thích ngồi một mình các bạn, không thích ở trong phòng một mình. Trừ khi ví dụ như là Mary làm video hoặc là Mary trên phone á, thì bình thường là khi mà Mary trên phone thì nó sẽ tự động đi, là Mary nói chuyện phone á, hoặc là Mary nói là Mary đang bận thì nó sẽ đi. Còn ngoài ra nếu mà Mary không nói gì là nó cứ ngồi sát dính nhau các bạn, dính chút xíu nó mới chịu. Xong nó ngồi nó nói chuyện, trời ơi nó quá trời luôn, mệt luôn. Nhưng mà cũng vui. Nó khoái nhất là rửa chén. Trời ơi, thấy mê rửa chén cái nào. Bắt đầu rồi đó. Đi chạy đi lấy ghế, xong rồi để ghế, tại nó đứng không tới, lấy ghế. Đó. Thích nhất là rửa chén, mà giúp mê rửa chén. Tại không cho thôi à. Bình thường á, mình sẽ cho nó rửa muỗng chén để tại nó bể như lại cầm á, nó hơi trơn với lại sẽ hơi nặng tay cho nó. Trời ơi nó no. Rồi các bạn ơi, mình sẽ dừng video đây ha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của Mary. Hẹn gặp các bạn trong video tới.